Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Sau 18 ngày yêu và tìm hiểu, cặp đôi ở Phú Thọ đã quyết định đăng ký kết hôn và dự định tổ chức đám cưới vào ngày 4 tháng 5. Tuy nhiên, ngay trước giờ đón dâu thì nhà gái đã tuyên bố hủy hôn, khiến cho mẹ chú rể ngất lên ngất xuống. Câu chuyện ồn ào trên được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến cho nhiều người xôn xao. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Trong cuộc sống hiện tại, việc yêu nhanh cưới vội chẳng còn là điều gì xa lạ hay bất ngờ với nhiều đôi bạn trẻ nữa. Đặc biệt là qua mạng xã hội, các cặp đôi càng có thêm nhiều cơ hội kết nối, làm quen, trò chuyện với nhau hơn. Thế nhưng bên cạnh những cặp đôi đi đến con đường hạnh phúc thì không ít bạn trẻ phải chấp nhận trái đắng. Như mới đây, câu chuyện tình yêu của cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới chỉ sau 18 ngày hẹn hò nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Được biết đây là cặp đôi chú rể Nguyễn N.C. sinh năm 1998, cô dâu H.K.H. sinh năm 2000. Cả hai hiện đang sinh sống tại Phú Thọ. Được biết cặp đôi quen nhau từ trước vì nhà chỉ cách nhau 5 km. Chính vì vậy cả hai quyết định đăng ký kết hôn, đi đến đám cưới chỉ sau 18 ngày hẹn hò. Trước đó, theo chia sẻ của anh chàng N.C., bọn mình gần nhà nhau nhưng lại quen nhau trên mạng xã hội. Cơ hội gặp nhau rất ít, thay mỗi người làm việc một nơi. Mình đi làm ở Bắc Giang, cô ấy làm ở Hà Nội. Gặp nhau cứ đến lần thứ 3, bọn mình quyết định nghĩ đến chuyện tương lai. Hôm lên nhà bạn gái lần đầu tiên, mình đã xin phép hỏi cưới với bố mẹ cô ấy luôn. Trước quyết định tiến tới hôn nhân chỉ sau 18 ngày yêu nhau, đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng. Một số người cho rằng đó là một quyết định vội vàng. Thế nhưng không ít người cũng gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến đôi bạn trẻ. Tuy nhiên chỉ sau đó ít ngày, mới đây dân mạng được fan xôn xao khi cô dâu KH quyết định hủy hôn ngay trước giờ đón dâu, khiến hôn lễ phải hủy bỏ vào phút cuối. Theo thông tin chia sẻ trên mạng, nguyên nhân của việc nhà gái đưa ra quyết định trên là do cách đám cưới đúng một ngày, chú rể bị bắt gặp đang ôm ấp người yêu cũ ngay trước mặt cô dâu. Ngay lập tức cả gia đình nhà gái quyết định hủy bỏ hôn lễ, không tổ chức cưới gì nữa. Liên hệ với chú rể này trong câu chuyện, NC cho biết rằng tối hôm trước khi cưới, ngày 3 tháng 5, em lai đứa em lên nhà gái. Lúc đó có bạn bè em đi cùng. Khi ở nhà gái, đứa em say nên cứ bám vào vai em. Họ hàng nhà gái không hiểu đùng đùng hủy hôn, là mất mặt cả hai bên họ hàng. Trước lúc đón dâu, mẹ em còn ngất ngay tại đám cưới. Bên cạnh đó, theo chàng trai này, ngay sau khi sự việc xảy ra, anh còn nhắn tin giải thích với vợ sắp cưới và hứa không để sự việc tương tự xảy ra. Tuy nhiên KH, vợ sắp cưới của anh đều gạt đi, đồng thời gửi lời xin lỗi C và gia đình của anh. Trước khi kết hôn, ngay từ lúc yêu đương, gia đình nhà gái cũng đã không đồng ý, nhưng vì tình yêu nên mình vẫn quyết cưới. Dù mình cũng đã xin lỗi nhưng bên nhà gái không nghe và quyết làm to chuyện. NC cho biết thêm, sau khi quyết định hủy hôn, hai bên chưa nói chuyện lại với nhau. Thời điểm hiện tại, gia đình C cũng đang rất loạn và cảm thấy xấu hổ, khó có thể ăn nói với bạn bè, gia đình. Riêng mẹ của anh vẫn suy sụp, ngất lên ngất xuống. Hiện tại, câu chuyện tình yêu ồn ào của đôi bạn trẻ vẫn được chia sẻ trên mạng xã hội cùng nhiều ý kiến trái chiều. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên ấn like, share và subscribe để luôn luôn cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.